chủ tịch giả vờ làm đạo diễn và cái kết. Game này mọi người đoán xem nó đi đâu. Game này tôi nghĩ là nó sẽ đi B. Xong rồi tôi sẽ bắt cóc thằng Viper lại để nó không sờ mốc. Xong rồi thì nó sẽ thua và tôi bắn solo một mình ở B. B. No distraction. Hi. That's on me. Tôi sẽ bắt cóc thằng Viper lại để nó không sờ mốc. Xong rồi thì nó sẽ thua.